Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kết quả Olympic Paris hôm nay ngày 31 tháng 7, quá nhiều bất ngờ đến xác định 8 đội vào tứ kết. Tối qua và rạng sáng ngày hôm nay 31 tháng 7, vòng thi đấu cuối cùng tại vòng bảng của Olympic Paris đã diễn ra quá căng thẳng và hấp dẫn để có thể tìm ra được 8 cái tên xứng đáng nhất đi vào vòng tứ kết. Tại bảng A môn bóng đá nam Olympic 2024, không có gì bất ngờ khi chủ nhà Pháp giành ngôi nhất bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối, còn Mỹ đứng thứ 2 với 6 điểm. Trong khi đó, New Zealand và Guinea xếp thứ 2 ở vị trí cuối bảng và họ đã sớm bị loại. Ở bảng B, Argentina và Mà Rốc đã cùng thắng ở lượt cuối, cũng có được 6 điểm và chỉ số phụ là như nhau. Tuy nhiên Argentina lại để thua Mà Rốc về thành tích đối đầu và đành phải chấp nhận đứng nhì bảng. Điều này khiến cho đại diện Nam Mỹ phải sớm chạm trán chủ nhà Pháp tại tứ kết. Đại chiến với hai đội lớn tại tứ kết được quá nhiều người háo hức chờ đợi bởi vì quá nhiều duyên nợ giữa hai đội trong nhiều giải đấu lớn trong những năm gần đây. Tương tự, những diễn biến của bảng C cũng vô cùng bất ngờ. Lượt cuối của vòng bảng, Ai Cập đã bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha 2-1, qua đó vươn lên giành ngôi đầu bảng. Kết quả nằm ngoài dự kiến này khiến cho Tây Ban Nha bị rơi xuống nhì bảng D và phải chạm trán Nhật Bản tại tứ kết. Lại thêm một lần nữa ở tứ kết, người ta chứng kiến một màn so tài kinh điển của hai anh hào bóng đá cực mạnh hứa hẹn là một trận đôi công rực lửa trong những ngày tới. Ở bảng D, không có bất ngờ nào xảy ra khi Nhật Bản và Paraguay chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Olympic Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội với 3 trận đấu toàn thắng. Họ nổi lên như là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Tuy nhiên thử thách của họ ở tứ kết lại là Tây Ban Nha, một ứng viên cũng khá căng cho ngôi vô địch. Trải qua 3 trận đấu vòng loại rất kịch tính, 8 đội bóng có quyền giành vé đi tiếp là đội chủ nhà Olympic Pháp, Mỹ ở bảng A, Maroc, Argentina ở bảng B, Ai Cập, Tây Ban Nha ở bảng C và Nhật Bản, Paraguay nằm tại bảng D. Sau đây là những diễn biến nóng nhất trong các trận đấu tại lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng. Mời quý vị cùng theo dõi. Quá chủ quan cùng với những sơ hở giữa hàng thủ Olympic, Tây Ban Nha thua bẽ bàng trước Ai Cập 1-2 tại lượt trận cuối và sẽ phải chạm trán Nhật Bản tại tứ kết. Trong trận đấu cuối cùng, do đã cầm chắc tấm vé đi tiếp nên Tây Ban Nha thực hiện một số thay đổi ở đội hình đá chính. Trong khi đó thì Ai Cập hướng tới tối thiểu là một điểm, vì như vậy họ sẽ theo chân Tây Ban Nha vượt qua vòng đấu bảng. Nếu như thắng, đội bóng châu Phi sẽ hiên ngang kết thúc ở vị trí dẫn đầu. Khi mà trận đấu diễn ra, Ai Cập không hề giấu tham vọng đánh bại ứng viên cho tấm huy chương vàng. Những đường bóng tốc độ và cả uyển chuyển của Ai Cập đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Dù là cầm bóng nhiều nhưng các cầu thủ xứ Bò Tót lại không thể tạo ra nguy hiểm. Thậm chí họ đã nhận hai bàn thua từ những pha dàn xếp tấn công sắc lẹm của Ai Cập. Đầu tiên, Zizo ghi bàn ở cuối hiệp 1, đến phút 62, vẫn là Zizo lên tiếng đưa tỷ số lên 2-0. Anh đi bóng gọn gàng qua mặt Andre Lando Itube, người đã lao lên để ngăn cản, rồi sau đó nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Không chấp nhận thất bại, U23 Tây Ban Nha bắt đầu điên cuồng tấn công. Tuy nhiên vì bị áp sát nên các cầu thủ kỹ thuật của đội bóng này phải chọn cách tiếp cận nhanh nhất, đó là tạt cánh đánh đầu. Phút thứ 90, họ đã thành công với bàn gỡ 1-2, Samu Orionion bật cao hơn hậu vệ đối phương rồi anh đưa bóng vào góc thấp, làm thủ môn Ai Cập bó tay. Thế nhưng đã quá muộn, Tây Ban Nha không tạo ra thêm được những cơ hội rõ ràng trong 10 phút bù giờ. Ngược lại thì Ai Cập mới có được nhiều pha bóng đáng chú ý. Họ đã hai lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 khi mà các cú dứt điểm của họ không qua được tay thủ môn đối phương. Thắng Iraq 3-0, U23 Maroc lần đầu tiên lọt vào vòng knockout Olympic. Hai đội đều bằng điểm nhau trước trận đấu này nhưng U23 Iraq bị đánh giá thấp hơn và họ phải ở vào thế giành chiến thắng nhằm chắc vé đi tiếp. Do là rơi vào thế bị động ngay từ ban đầu, muốn tấn công nhưng bị U23 Maroc gây áp lực ngay từ đầu. Bàn mở tỷ số đến với đội tuyển Bắc Phi không quá lâu. Phút thứ 19, Hakimi có pha dốc bóng và tạt vào bóng rất hay để Richarlison đánh đầu cận thành đưa U23 Maroc dẫn trước. 6 phút sau, Rahimi nhận đôi cách biệt cho đội nhà khi anh phản ứng nhanh nhất trong một tình huống bóng bật ở khu vực 5m50 của U23 Iraq. Thế trận một chiều tiếp tục ở nửa sau của hiệp 1 và đến phút 36, Anbe Ezazoli đã có bàn thứ 3 cho U23 Maroc. Cắt bóng vào từ cánh trái trước khi cửa lòng góc xa hiểm hóc, có được 3 bàn thắng khiến cho U23 Maroc rất dễ đá trong phần còn lại của trận đấu. Họ vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không cần ghi thêm bàn nên cũng không thể tạo thêm nhiều pha bóng đáng kể.
thắng 3-0. U23 Maroc lần đầu tiên lọt vào vòng knockout môn bóng đá nam Olympic kể từ năm 1972. Họ đứng nhất bảng B bởi dù có bằng điểm U23 Argentina và bằng luôn cả hiệu số phụ thì U23 Maroc đã thắng U23 Argentina trong trận đối đầu trực tiếp. Tỷ số trận đấu, U23 Maroc giành chiến thắng 3-0 trước U23 Iraq. Argentina giành chiến thắng nhẹ nhàng trước U23 Ukraine 2-0 để vào chơi tại tứ kết Olympic 2024. Khởi đầu trận đấu cuối bảng B Olympic 2024, U23 Argentina lập tức dồn quân sang phần sân đối thủ, dồn ép với mục tiêu sớm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn bàn. 10 phút đầu trận, đại diện Nam Mỹ đã cầm bóng đến 90% và tiếp tục duy trì thêm sức mạnh kiểm soát sau đó, dù áp lực có giảm dần sau đó trong 45 phút đầu tiên. Trong khoảng 30 phút còn lại, U23 Ukraine có thời gian kiểm soát bóng và thế trận trở lại. Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ngủi không thể giúp cho đại diện châu Âu tạo ra được điều gì đó bất ngờ. Hai đội chấp nhận bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số 0-0 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, khác với 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Argentina tỏ ra hiệu quả hơn nhiều trong các tình huống dứt điểm của mình. Bởi dù là vẫn chơi nhanh khi tiếng còi khai cuộc vang lên, nhưng U23 Argentina lần này đã sớm tìm lại được bàn khai thông tỷ số tại phút 48 do công của Thiago Almada. Có được bàn dẫn trước, U23 Argentina nhẹ nhàng chơi chậm hẳn lại. Họ nhường thế trận cho U23 Ukraine khi đã có lợi thế lớn, bởi chỉ cần hòa là Albiceleste sẽ giành được vé đi tiếp. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cũng không thể tận dụng được cơ hội và ghi bàn ở những phút còn lại, mà chính Argentina mới là đội ghi được bàn thắng, nhân đôi cách biệt khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ cuối cùng. Trận thắng nhẹ nhàng 2-0 giúp cho U23 Argentina giành vé vào tứ kết Olympic 2024, thế nhưng sẽ phải chấp nhận đứng thứ hai chung cuộc tại bảng B bởi vì kém hiệu số phụ so với U23 Maroc. Mỹ gây sức ép cực lớn trước U23 Guinea với 3-0 trắng, hiên ngang bước vào tứ kết. U23 Mỹ gây ra sức ép rất lớn về phía khung thành của U23 Guinea ngay từ đầu trận. Do vậy, họ sớm có bàn mở điểm khi mà Mihailovic lập công vào phút 14 với pha sút phạt thần sâu. Nhưng bàn thua từ sớm, U23 Guinea chơi còn lúng túng hơn. Điều này khiến cho bàn thua thứ hai đến với U23 Guinea là điều tất yếu. Phút 31, Varadez có tình huống thoát xuống vô cùng tốc độ, sau đấy dứt điểm tung lưới U23 Guinea. Sang đến hiệp 2, tình hình diễn ra không khác mấy so với hiệp 1. U23 Guinea chỉ biết oằn mình chống đỡ trước những pha hãm thành nguy hiểm của U23 Hoa Kỳ. Việc họ chỉ nhận thêm được một bàn thua tại phút 75 thực sự là điều may mắn. Chung cuộc, U23 Mỹ thắng U23 Guinea với tỷ số là 3-0. Kết quả ấy giúp cho U23 Mỹ khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Đội bóng xứ cờ hoa sẽ gặp U23 Maroc tại tứ kết. Tỷ số chung cuộc, U23 Mỹ giành chiến thắng 3-0 trước U23 Guinea. Pháp đánh bại Olympic New Zealand 3-0, toàn thắng tại vòng bảng, khẳng định sức mạnh cao nhất. Sau hai trận đấu đầu toàn thắng, ở lượt cuối cùng trận gặp Olympic New Zealand rạng sáng ngày hôm nay 31 tháng 7, với Pháp họ không có quá nhiều quan trọng về thành tích. Huấn luyện viên Thierry Henry không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi Lacazette, Olivier đều được cho ngồi dự bị để giữ sức đến vòng tứ kết. Mặc dù vậy thì Olympic Pháp vẫn hoàn toàn vượt trội so với Olympic New Zealand. Các cầu thủ ít khi được đá chính của Olympic Pháp đã chơi rất xông xáo và để kết hợp với một số trụ cột có tên trong đội hình xuất phát tạo nên sự áp đảo cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Olympic New Zealand thi đấu thiếu tập trung và lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Phút thứ 19, hàng thủ Olympic New Zealand chơi không tập trung khi đã để bóng bật tới chân của Mateta. Ngay lập tức, cầu thủ này chớp thời cơ nhanh với tình huống sút bóng kỹ thuật ở cự ly gần mở tỷ số cho Olympic Pháp. Có được bàn dẫn trước, Olympic Pháp thi đấu rất thoải mái. Trong khi đó, Olympic New Zealand nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, đồng thời là cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Olympic Mỹ nhưng lại bất thành. Hạn chế về dứt điểm chính là lý do khiến cho Olympic New Zealand đánh mất đi cơ hội của họ tại trận đấu này. Trong hiệp 2, Olympic New Zealand và cả Olympic Pháp tạo nên một thế trận ăn miếng trả miếng. Nhưng Olympic Pháp là đội tận dụng cơ hội tốt hơn nên ghi được 2 bàn liên tiếp chỉ trong có 3 phút. Cụ thể lần lượt vào các phút 71 và 74 nhờ vào công của Due và Kalimuendo. Thời gian còn lại của trận đấu, đôi bên không ghi thêm một bàn nào dù cơ hội vẫn đến. Chung cuộc, Olympic Pháp đánh bại Olympic New Zealand với tỷ số là 3-0. Kết quả này giúp họ độc chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn sau 3 trận và không để thủng lưới bàn nào. Nhật Bản đại thắng trước Israel, trở thành đội duy nhất toàn thắng, không thủng lưới bàn và có chiến dịch vòng bảng thành công nhất lịch sử của Thế vận hội. Trong trận đấu cuối cùng ở bảng D gặp Israel, Nhật Bản chỉ cần hòa là cũng có thể bảo vệ được vị trí dẫn đầu. Còn nếu thua, họ sẽ đứng thứ hai, tránh được Tây Ban Nha tại tứ kết. Dù vậy thì khi bóng lăn, không có dấu hiệu nào cho thấy Nhật Bản sẽ toan tính ở trận đấu này.
Nhật Bản đã thực hiện 5 pha thay đổi về đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó gặp Mali, nhưng lối chơi được lập trình của họ không vì thế mà lại bị xáo trộn quá nhiều. Trong hiệp 1, Nhật Bản chiếm ưu thế với tỷ lệ cầm bóng là 59%. Các cơ hội được họ tạo ra là khá nhiều, đặc biệt là từ cánh trái của Araki. Họ nhiều lần áp sát khung thành Israel nhưng không thể tìm được mảnh lưới. Sang hiệp 2, Susuke Mito, Yoshima Fujita và Hosoya lần lượt được tung vào sân. Các cơ hội tiếp tục đến song luôn bị hai bên phung phí. Israel tạo ra tình huống đáng chú ý tại phút 80 nhưng họ không thắng được thủ môn đối phương. Và đến thời gian bù giờ, đại diện châu Á đã định đoạt cuộc chơi. Trong pha bóng này, Sato nhả bóng cho Hosoya, anh băng vào trung lộ rồi tung cú sút thẳng vào góc phải khung thành làm tung mảnh lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-0, giúp Nhật toàn thắng cả 3 trận và không nhận bàn thua nào. Đây là chiến dịch vòng bảng Thế vận hội thành công nhất của Nhật Bản. Họ từng toàn thắng 3 trận tại Tokyo 2020, nhưng khi đó, đội tuyển Anh vẫn thủng lưới. Ở tứ kết họ sẽ gặp Tây Ban Nha, đội đứng thứ 2 của bảng C. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày 3 tháng 8. Ở hai trận đấu cuối cùng, Paraguay đánh bại Mali U23 với 1 bàn, sau đó bước vào tứ kết. Ở cặp Dominica và Uzbekistan, hai đội tạo ra thế trận hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng không thể giành thắng lợi trước đối thủ và chấp nhận về nước sau vòng đấu bảng.